hai người hai nhân cách yêu nhau, chuyện tình từ bi kịch thành hài kịch. Chuyện gì đến nó cũng phải đến, ác khuyển của chúng ta do mất cân bằng, suýt nữa ngã ra sau thì Lục Cấm lại đỡ được, nhưng lảo đảo thế nào, nàng cầm cổ áo chàng, chàng cầm chân, đỡ eo nàng, thế là môi chạm môi. U là trời, nhìn cảnh này mà tim admin cứ nhộn nhịp cả lên, chỉ biết hú hét như các diễn viên quần chúng đang hóng bên dưới thôi. Câu chuyện hôm nay admin muốn review cho các bạn kể về hai con người vì hoàn cảnh mà phải đóng hai vai diễn, hai cá tính trái ngược hoàn toàn. Nếu các bạn nghĩ admin để tiêu đề kia chỉ để giật tít cho thu hút độc giả ư, thì bạn đúng rồi đấy, đó là lý do chính nhưng cũng còn lý do phụ nữa cơ. He he, người đa nhân cách đầu tiên là nữ chính xinh đẹp Lạc Tiểu Dẫn, là con gái của đệ nhất hung thần đương triều Lạc Tướng Quân. Tính cách thật của cô nàng là một minh chủ đáng yêu mạnh nhất võ lâm. Nhưng khi ra ngoài với tư cách là con gái thừa tướng, thì nàng lại đóng vai đệ nhất ác khuyển với khí thế hung hăng, bắt nạt nam nhân cưỡng ép nữ nhân. Còn về phía nhà trai, chàng là Lục Cấm xuất thân là đích trưởng tôn của kim thừa tướng đương triều, một đại an đệ nhất tài tử vô cùng cứng nhắc giữ lễ, sẵn sàng lên án triều đình bất công. Nhưng khi lột bỏ cái vỏ ngoài mọt sách đó, thì lại trở thành vua tình báo mạnh nhất giang hồ với vẻ ngoài phong lưu tuyệt diễm, thần bí khó lường. Nhìn anh ta mờ lem quá, admin chỉ muốn nói với nam chính rằng hãy kéo áo lên đi, thứ em cần là nụ cười của anh cơ. Nhưng vì hai con người, hai tính cách nên chuyện tình yêu lại trở thành bốn người yêu đương. Rốt cuộc là tài tử tiêu sái sánh đôi cùng tuyệt đại giai nhân, hay kinh thành ác bá nắm tay nhau đi vào lễ đường. Nghe là đã thấy ong ong hết cả đầu rồi đúng không? Nhưng đừng lo lắng, admin sẽ giải đáp hết tất cả, cùng xem đến cuối video nha. Hôm nay lại là ngày đi săn của đệ nhất ác khuyển, chưa thấy người đã thấy tiếng, những con chó to với đôi mắt sắc lẹm hú lên, như tiếng kèn báo hiệu người không phải dạng vừa chuẩn bị tới đây. Nam nhân vừa thấy nàng đã tá hỏa vừa chạy vừa hét lên chúng ta là nam nhân mất mạng, cũng không thể mất trinh tiết. Nghe sao vừa thương lại vừa buồn cười, thì ra đệ nhất ác khuyển đáng sợ như thế ư. Thì ra nàng ta có tiếng là chuyên đi bắt nam nhân có sắc có phong thái về làm ấm giường. Người bị nàng ta nhắm tới hôm nay chính là Lục Cấm, Lục đại công tử, với phong thái đĩnh đạc nhưng đẹp trai ngời ngời. Đúng là mê trai đầu thai không hết. Tiểu Dẫn nhà ta vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, suýt quên mất mình đang diễn vai ác khuyển chứ không phải thiếu nữ 18 nhìn thấy trai đẹp. Hắn ta lại được văn hay chữ tốt, là tấm gương đạo đức lại không sợ cường quyền, dám mắng thái hậu, dọa thánh thượng, kiểu này ác khuyển hôm nay đen đủi rồi. Thế nhưng nàng ta lại vui sướng mà kêu lên kiếm hơi rồi sao? Thì ra Tiểu Dẫn của chúng ta chỉ đang đóng vai ác để gây tiếng xấu cho phủ tướng quân. Nhưng tại sao nàng phải làm như vậy? Có người cả đời gây dựng tiếng tốt để lại cho con cháu, còn Lạc phủ tại muốn tạo tiếng xấu. Thì ra Bạch Thái Hậu cầm triều chính quá lâu nên có cường quyền, phục vụ cho dã tâm Bạch Thị, giúp đỡ ngoại thích lại không để triều thần vào mắt. Lạc Thị giả về phe Thái Hoàng Thái Hậu nhưng lại là quân cờ của đảng Bảo Hoàng. Để phục vụ cho toan tính của mình, con cháu khi sinh ra sẽ có hai vai diễn. Một bên giả làm gia tộc phản bội nhưng thực chất giữ vững biên cương, một bên giả vờ hống hách ngang tàng để làm giảm cảnh giác của Thái Hoàng Thái Hậu. Lạc Tiểu Dẫn đen đủi thế nào lại bốc phải vai diễn ác khuyển, cô nàng đau lòng lắm. Chỉ muốn nhanh nhanh có tiếng xấu đồn xa để không phải làm kẻ ác nữa. Nên khi gặp Lục Cấm, nàng vui như chảy hội, kèo này sẽ được Lục Cấm viết sớ tâu lên. Thái Hoàng Thái Hậu thấy vậy sẽ không nghi ngờ, và không thèm để tâm đến phủ thừa tướng nữa. Thế là nàng ta càng lấn tới, hết sờ mặt, nghịch áo, ép Lục Cấm vào tường, lại còn dùng chân chặn chẳng ta. Đúng là cảnh sắc khiến người làm admin càng đỏ mặt, đầu óc lại nghĩ xấu xa. Chuyện gì đến nó cũng phải đến, ác khuyển của chúng ta do mất cân bằng, suýt nữa ngã ra sau thì Lục Cấm lại đỡ được, nhưng lảo đảo thế nào? Nàng cầm cổ áo chàng, chàng cầm chân, đỡ eo nàng, thế là môi chạm môi. U là trời, nhìn cảnh này mà tim admin cứ nhộn nhịp cả lên, chỉ biết hú hét như các diễn viên quần chúng đang hóng bên dưới thôi. Thật tâm Tiểu Dẫn nhà ta là một cô nương rất coi trọng lễ nghĩa, bị cướp mất nụ hôn đầu, thì vô cùng tức tối nhưng không được bộc lộ ra vì đang diễn vai ác khuyển. Không biết làm gì nên đành giả ngất để thị vệ nhanh chóng đưa về nhà. Bên này, Lục Cấm vừa vào căn cứ của mình liền cởi bỏ lớp ngụy trang, trở thành tình báo phong lưu, lãng tử. Anh ta đã chứng kiến cảnh ác khuyển bị tức giận vì nụ hôn đó, và phát hiện ra điều gì sai sai. Lục Cấm nhếch mép cười, chắc anh ta đang nghĩ trong đầu rằng cô gái này thật thú vị, mình phải có được cô ta, rồi cho truyền thuộc hạ tìm kiếm tất cả thông tin liên quan đến nàng. Vậy là có người sắp va phải tình yêu mất rồi, admin sắp mất nam chính vào tay nữ chính rồi hu hu. Sau khi bị cướp mất nụ hôn đầu, Tiểu Dẫn nhà ta sụp đổ lắm, nàng về nhà khóc lên khóc xuống đòi cha cho đổi vai diễn, nàng không hề muốn diễn vai ác nữ này nữa. Tính ra trong năm nay, đây là lần thứ 134 nàng ôm chân cha khóc lóc cầu xin không phải diễn vai này nữa.
Lạc tướng quân an ủi nàng, nhưng suýt nói ra một bí mật hơn nữa, tiểu tử Lục Cấm kia cũng không phải người ngoài mà. Nhưng phát hiện ra mình nói sai liền đánh trống lảng cho xong rồi chạy mất tiêu. Rốt cuộc Lục Cấm và Lạc Tiểu Dẫn có mối quan hệ như thế nào mà phải giấu kỹ như vậy? Mỗi tối, Tiểu Dẫn sẽ đi đến bồi thường một cách bí mật cho những người nàng đã bắt nạt hồi sáng. Tự nhiên nhìn thấy một ngôi sao băng, nàng liền nhắm mắt ước nguyện. Nhưng xui xẻo thế nào, vừa mở mắt ra thì một bao đen trùm ngay lên người. Lạc Tiểu Dẫn bị hai tên lạ mặt bắt cóc. Hỏng rồi, mất công diễn vai ác nữ bao lâu nay, phải chăng giờ lại rước họa vào thân ư? Rốt cuộc là ai đã bắt cóc nữ chính của chúng ta? Chúng có âm mưu gì? Liệu có phải là những người ghét ác quyển mà hiểu nhầm muốn tiêu diệt nữ chính không? Các mọt hãy truy cập website manhwa.vn hoặc cài đặt ứng dụng truyện tranh Manhwa và tìm đọc bộ truyện thiết lập nhân vật của Minh Chủ đáng yêu sụp đổ rồi để khám phá ngay. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và để lại bình luận để chúng mình có nhiều động lực cho ra nhiều video review hay nhé.